Ê, này đã đủ khoái chưa? Wow. Chỉ nhớ là mở ra, thỉnh thoảng mở ra để tra củi thôi. Khoái thì gần như là không nhìn thấy lợn đâu nữa rồi nhá. Đây. Hơi khô khô này. Mới hơi khô khô thôi. Phải mất hàng ngày. Nếu đấy gọi là nhanh. Chúng ta làm lâu khoảng mất phải 2 ngày. Ok nhé mọi người nhá. Mình định xông khói hết cả đêm nay đấy. Nhưng mà mình nghĩ là xông khói xong đường nào cũng vẫn phải nướng lại. Vẫn phải nướng lại. Thì nên là bây giờ mình sẽ cho ra. Được khoảng tầm 8 đến 10 tiếng rồi đấy. Khói quá. Trời trời. Tuyệt vời không? Đấy. Ui. Bỏng bỏng. Sao nó đây ở bên nhỉ? Đây, giữ cái chân đây này. Ok chưa mọi người? Quá tuyệt vời nhá. Bây giờ mình sẽ cho ra nướng thêm nhá. Và quyết gia vị nhá. Đấy, sau khi con heo của anh em mình đã được gọi là xông khói 8 tiếng đồng hồ, anh em mình bắt đầu cho ra nướng nhá. Bây giờ mới ướp gia vị ngon ở đây này mọi người ạ. Tại vì riêng nướng ấy thì anh em mình hay ướp từ đầu, còn xông khói thì anh em mình quyết định là xông trước, xong bây giờ mới hết gia vị cả. Đây lấy cái gì nhỏ chọc 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 cho nó ngấm ngấm. Đấy, đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Trong một cái lô nào nó khôi bọt ra rồi ạ. Có kiểu khôi bóng ấy. Ngon, cho nó ngấm gia vị mà. Ui, nước ra này. Xong khói được ít thế nên là nước trong con lợn khá là nhiều đấy. Bắt rồi nhá, mọi người xem nó ra nước nhá. Trời ơi, ông chọc không cần phải dùng lực mạnh đến chân chân nước chấm thế này. Không, đầu ra của nó thì mình sẽ để đấy, xong rồi tí nữa mình quét cái thước riêng của nó nhé. Wow, xuống chưa? Bây giờ bắt đầu cho lên nướng. Còn bên trên là gia vị riêng nhá. Bên trên là quét cái gia vị riêng để cho cái da nó giòn. Không biết là có giòn được không, tại vì hun khói từ sáng đến giờ sợ là nó không giòn được mọi người ạ. Nó dai, da nó sẽ rất là dai. Cái phần trên này thì nó nướng ở đâu vậy anh? Phết phết trước như thì tí nữa mày phết kiểu gì. Rất là nóng nhá. Mình cho nó chín ra. Chín kỹ. Mọi người có nghe thấy cái tiếng gì không? Nó đổ bì. Đổ bì cái gì cháy. Cháy. Chín rồi. Nướng thế thôi. Nướng qua thôi mọi người ạ. Tại vì nó anh em mình cũng có cả ngày rồi mà.
xem nào. Ôi, cháy mẹ nó rồi. Chị đi ăn rồi. À không gì. Thấy con dao này anh xem nào. Nó mổ hết. Ờ, cũng giỏi đấy. Làm gì đấy. Ờ, không giỏi. Dao đây. Dao đây rồi. Mày quá, mình nướng sát quá nó bị xém mất ở dưới, hơi non. Ôi cái rượu dầu... ui. Ui ai bảo không giòn nên mình cái rượu giòn này chảy ngoài kia. Ơi ui chắc là không giòn đâu này. Ui cái nước nó, ui nước nó tràn trề, ui chắc là không giòn đâu. Mời tất cả mọi người nhá, thịt ở trong nó vẫn hồng nhưng mà chín hết rồi nhá. Ừ. Thơm không anh? Thơm lắm. Em thử miếng ạ. Bây giờ. Ừ. Đấy. Thơm lắm mọi người. Ừ. Được, anh em mình sẽ đem chia cho mọi người cùng thưởng thức cái con lợn này cùng anh em mình nhá. Các bác đi làm đồng giờ về là chắc là khá là đói rồi. Anh em mình sẽ quyết định là đi chia cho mỗi người một miếng. Đúng rồi, tầm triệu triệu này, tầm siêu đấy. Tùy. Anh em mình xin phép cắt cơn một tí nhá. Đừng ai bảo là anh em mình ăn xong rồi mình đi chia. Thử thôi, nếm thử thôi. Nếm cái phần tinh túy nhất của con lợn này và tùy. Ok, let's go. Anh em mình ra đến đồng rồi nha mọi người nhá. Hôm nay vẫn còn rất nhiều các ông bà làm ngoài đồng. Đồng này khả năng là con lợn này thiếu rồi. Ông, anh đâu? Tiếng lợn quay không ơi? Không, mới ui giời, đang đói. Con lợn quay ạ? Đâu ngồi đâu? Ông ngồi đi. Ngồi đây. Đâu? Ngồi đâu nhỉ? Đấy ngồi ngay giữa ngõ mai này. Bà. Mày cứ ngã ba đâu mày ngồi ta? Ngã ba là ma không ạ? Kệ, thế mày ngồi đâu? Đây. Mày cho gọi lên mấy cái, mày quay để anh lấy cái máy cày ạ. Lên đây, okay. Lên đây được. Thế anh lại quay rồi. Tí lượt quay. Ngồi bấm đã. Ngồi đi. Ông ơi. Anh đợi đợi ông ơi, đến đi. Đến rồi. Ăn lượt quay là quay phim. Ơi, chín chưa đây? Cháu chưa biết được. Cháu phải đem ra đây luôn xem. Chín chưa đã? Phẩm đem chín chưa? Mày cho anh lên YouTube à? Ai à? Ông ấy bắt cái củi à? Ông ơi, thẩm xem. Thế mình bây giờ mới bổ nhá. Đấu biết ông biết lượng. Vừa xẻo vừa ăn đâu ạ? Ui, chín rồi. Cái này là dừng. Cho ta mình mà có nhiều. Nhưng mà có vừa có một đấy là. Dạ. Có một ít nước chấm đấy. Thế thôi. Ồ, chế. Chín chưa? Chín rồi. Có một con dao còn thua. Ôi, một người một dao. Đang quảng cáo đây à? Trời ơi, quên mà không mang dao chặt. Ôi, bà thấy bà bấm vào thấy chẳng biết là của nhà mày, máy nó trả lời. Máy nó trả lời. Nhìn thấy một con lưỡi toát hết ở đây rồi. Đây dừng mà. Ra, dừng cái tới đấy. Lượn tao rồi. À, dám giọt. Ông. Đấy, đấy. Cắt nhỏ nhỏ ra. Cắt nhỏ nhỏ ra. Chú không đâu? Còn ta dùng, bây giờ tôi dùng đầu tiên là quay phim được. Chia dao chặt, chặt ui, đây rồi. Quay đi. Quay đi. Đó, chặt đây rồi. Ông ơi. Đấy, ta làm miếng đá ơi. Thì các bạn ơi. Mời anh em mọi người chứ. Xem ngon không? Đóng thử miếng cháo. Em miếng thử để ra ngoài này. Không ngon lắm. Đấy. Xong khói. Không khói không ngon lắm rồi. Rất đẹp mắt. Ăn ra rồi. Không quay nào chứ nhỉ? Không mất đấy rồi, đổ mất mắm rồi. Con lợn này chắc lợn chết phải không ta mang? Ấy. Quay đây quay đây. Con lợn chết rồi. Ui, mẹ nổ hết con đi đây. Cái gì? Không ăn được đâu. Đây không ăn đâu. Ăn được rồi, ăn được. Con đây anh. Vậy ngon đấy. Quay thì cắt ăn đấy. Làm cả tảng. Anh nhớ cả nếp kéo được. Cả tảng cầm lại được. Không ăn được. Lợn quay này cho các bà con đi cấy cho đồng ăn à. Cả bà mỗi người miếng đấy. Mấy khi được trong cửa phục vụ cho các bà tay anh mày đồng dương được lên. Quay đây, quay đây. Đã làm mấy cày.
cho nó lên sóng đấy. Ngon ngon đấy. Nó mới quay phải có người ăn chứ. Ok. Đúng không? Ok không? Quay luôn. Quay mà không người ăn thì không không tôi chẳng uống bia đâu. Biết thế mà chai rượu trong vừa rõ trong cốc một cốc ở đồng đảo trong. Nào vào đây không ăn nào. Không ăn, quên không ăn thớt cả. Quay xong chưa? Đúng rồi. Ta cứ ăn đi bà ơi. Hả? Đồng đảo đúng rồi. Ghét bà thì đi rồi. Ôi ơi. Đi đâu đấy? Làm ở đây ơi. Giòn mà ngon lắm rồi. Ôi, anh đang quay ở đâu đây? Làm mồi quá nó không giòn ra được. Ôi giòn ngon thế này. Ừ. Con này ăn cái gì? Wow, trong làm nhé. Đây cho giống ăn đây, cầm lấy một mình mày được gặp thế nào. Này. Bác ơi. Trời ơi giòn mà ngon lắm. Ăn kiểu đùi này. Cái thằng sao TV. Này đó. Xin cắt quay bỏ cái đoạn anh đang ăn. Bật đi ơi. Anh Tư. Không xem vô. Anh là phải xuống đây đã tập trung ăn gì hết gì đã. Rồi. Ủa đi ạ. Kiếm ơi. Xuân mà được cháu trong cửa. Xuống đây đây. Màu cha. Công đã. Báo phục vụ bà con các chú công bà. Xuống đây ăn đi. Uống bia này. Cháu chào đây á. Đây nó quay rồi nhìn rồi. Nó liều một phát là hết mà. Rồi rồi rồi. Xuống đây đi. Tin nào. Xuống đây đóng một mình cái đuôi. Đừng hạ. Tinh à, con tiền, tinh ngu chất, tắt đường rồi. Còn rơi, con đi đường đây, đây còn rơi. Mai cái xong rồi chạy rồi, đây là cái cái xong rồi đi rớt lọ. Cái xong rồi chạy sức khỏe cái. Nào chúc sức khỏe nhau đi. Sức khỏe đây. Đâu? Năm cái. Năm cái. Rồi. Quay đây này. Con có được mùa.